Bây giờ là bản tin an toàn giao thông. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa chủ trì buổi làm việc với cơ quan thường trực của Ủy ban để nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 9 tháng đầu năm 2024. Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai 7 nội dung thanh tra kiểm tra liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các cục quản lý chuyên ngành và thanh tra các sở giao thông vận tải đã thực hiện gần 36.200 cuộc thanh tra kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính gần 17.300 vụ với số tiền xử phạt trên 107 tỷ đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý hơn 3 triệu trường hợp, phạt tiền gần 6.000 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2024, toàn quốc xảy ra hơn 17.800 vụ tai nạn, làm chết 8.114 người, bị thương 13.385 người. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh các thành viên thường trực của Ủy ban cần xác định nhiệm vụ trọng tâm nhằm khắc phục, giải quyết triệt để nguyên nhân tồn tại hạn chế, từ đó giao nhiệm vụ cho từng bộ, ngành, địa phương, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm. Bên cạnh lĩnh vực đường bộ, công tác đảm bảo an toàn an ninh đường sắt, đường bộ, đường không cần được chú trọng, quan tâm hơn nữa. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu cơ quan thường trực Ủy ban chủ trì phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về một số việc mà các bộ ngành địa phương cần làm ngay. Trong 9 tháng năm 2024, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, xử lý ô tô xe tải vi phạm, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về bốc xếp hàng hóa lên xe ô tô khi tham gia giao thông đường bộ tại một số mỏ vật liệu xây dựng. Lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã thanh tra, kiểm tra, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 202 trường hợp với số tiền xử phạt trên 700 triệu đồng. Trong đó, xử phạt nguội qua sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 68 trường hợp với số tiền xử phạt trên 80 triệu đồng. Tước phù hiệu, giấy phép lái xe, giấy phép kinh doanh vận tải 20 trường hợp. Để đảm bảo an toàn trật tự giao thông trong những tháng cuối năm 2024, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng xử phạt nguội thông qua hình ảnh, kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện tại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, tập trung tuần tra kiểm tra tại các khu vực mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa các tuyến đường có nhiều phương tiện vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Lãnh đạo huyện Thăng Bình vừa đi kiểm tra hiện trường và làm việc với xã Bình Lãnh về công tác thi công và giải phóng mặt bằng tuyến quốc lộ 14E. Theo Ban Quản lý Dự án 4, xã Bình Lãnh có chiều dài bị ảnh hưởng 5,63 km, hiện đã bàn giao 4,38 km với 56 đoạn. Trong đó 51 đoạn đã bàn giao nhưng chỉ thi công được rãnh dọc, cạp mở rộng chưa thể thảm nhựa. Hai đoạn đủ điều kiện thảm nhựa, các đoạn còn lại mới bàn giao 1/2 nền đường. Hiện còn 22 trên 491 thửa chưa xác minh nguồn gốc đất, 65 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường, 2 hộ có bìa đỏ chồng lấn đất, 7 hộ không nhận tiền bồi thường. Đến nay, huyện đã phê duyệt 15 phương án bồi thường với tổng số tiền trên 17,308 tỷ đồng. Đại diện Ban Quản lý Dự án 4 kiến nghị, huyện ưu tiên giải phóng và bàn giao mặt bằng các đoạn xen kẹp để thi công hoàn thiện móng đường, kịp thời chi trả tiền đối với các hộ đã phê duyệt phương án muốn nhận tiền, di dời các trụ điện mới phát sinh. Ngoài ra, tại một vị trí thiết kế hạ nền và bên phải có hai hệ thống mương thoát nước phải ưu tiên bàn giao mặt bằng sớm để thi công. Thưa quý vị, thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông xảy ra đối với các em học sinh diễn biến ngày càng phức tạp. Theo nhận định, tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu là lỗi chủ quan do ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận người tham gia giao thông, trong đó có các em học sinh chưa cao. Do đó, việc nâng cao ý thức an toàn giao thông là vấn đề cần được quan tâm và thực hiện bằng những giải pháp thiết thực. Tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Nam tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, phòng chống đuối nước cho các em học sinh. Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn cho các em học sinh về kỹ năng tham gia giao thông một cách an toàn nhất, nâng cao hiểu biết, nhận thức về các biển báo, chỉ dẫn cơ bản khi lưu hành trên đường. Bên cạnh đó, một nội dung rất quan trọng trong buổi tuyên truyền là chia sẻ cho các em học sinh về kiến thức và các kỹ năng phòng chống đuối nước, cũng như kỹ năng sơ cấp cứu người gặp tai nạn giao thông, tai nạn đuối nước.
hoạt động nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, đồng thời trang bị cho giáo viên, học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản về an toàn giao thông, ý thức trách nhiệm ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, giúp các em học sinh nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành những quy định khi tham gia giao thông. Sau buổi tuyên truyền này, em đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức và kỹ năng về an toàn giao thông, và đó cũng là một hành trang cho em để trở thành một công dân tốt, tham gia an toàn giao thông tốt. Và em mong rằng là sau buổi tuyên truyền này, em có thể triển khai và tuyên truyền lại cho các bạn cũng như là cha mẹ, phụ huynh và các mọi người nói riêng. Và em mong rằng là sau buổi tuyên truyền này, các đoàn viên của trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền nói riêng cũng như các đoàn viên trên tỉnh nhà, trên mọi người sẽ cùng tham gia an toàn giao thông một cách tốt nhất và đảm bảo an toàn cho gia đình và xã hội. Tôi cũng đề nghị với nhà trường cũng thường xuyên tổ chức bằng những hình thức phù hợp tuyên truyền giáo dục cho các em nghiêm túc chấp hành luật giao thông, trong đó đặc biệt là giao thông đường bộ. Thời gian qua, việc giáo dục ý thức tham gia giao thông an toàn cho lứa tuổi học sinh luôn được các cấp ngành tại Quảng Nam quan tâm triển khai. Ban An toàn Giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông các địa phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn lái xe an toàn cho các em học sinh, qua đó giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Thông qua các hoạt động này, chúng tôi nhằm nâng cao cái nhận thức và ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, rồi phòng tránh tai nạn giao thông, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần phấn đấu thực hiện cái mục tiêu làm kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Trong đó, xác định đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Và những buổi tuyên truyền về an toàn giao thông trong trường học như thế này sẽ là một trong những giải pháp thiết thực, hiệu quả, nâng cao ý thức tham gia giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là ở lứa tuổi học sinh. Thưa quý vị, trong 9 tháng năm 2024, công tác quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe được Sở Giao thông Vận tải quan tâm chỉ đạo và triển khai kịp thời, đảm bảo chất lượng. Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2024, toàn tỉnh tổ chức 84 kỳ sát hạch lái xe, trong đó có 55 kỳ ô tô và 29 kỳ mô tô. Cấp mới trên 21.000 giấy phép lái xe, trong đó có gần 10.000 giấy phép lái xe ô tô. Để đảm bảo chất lượng công tác sát hạch lái xe, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo, các trung tâm sát hạch lái xe đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng được các quy định về tiêu chuẩn cơ sở đào tạo. Các phòng học đảm bảo đủ tiêu chuẩn về diện tích, bàn ghế, quạt máy, thông gió, ánh sáng, trang bị hình ảnh minh họa, mô hình học cụ, sa hình để hướng dẫn cho học viên. Cùng với đó, toàn bộ quá trình thi từ thi lý thuyết, thực hành trong sân sát hạch được tự động hóa. Tất cả quá trình sát hạch và kết quả sát hạch của từng thí sinh được công khai trên màn hình đặt tại phòng hội đồng thi và phòng chờ của thí sinh để mọi người theo dõi, giám sát. Để tiếp tục đảm bảo chất lượng đào tạo lái xe, trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải cho biết sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất, nhất là việc tổ chức các kỳ thi nhằm đảm bảo chất lượng, công bằng, khách quan trong công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Một tình huống giao thông khá nguy hiểm tại thành phố Thái Bình vừa được camera hành trình của một xe ô tô ghi lại. Chiếc ô tô có camera hành trình đang di chuyển chậm để chờ người phụ nữ chạy ra giữa đường nhặt mũ bảo hiểm đánh rơi. Hành động này của người phụ nữ đã gây tò mò cho một người đàn ông đi xe máy vừa vượt qua chiếc xe ô tô. Tuy nhiên, người này lại quay hẳn đầu sang trái trong lúc đi xe với tốc độ cao. Đúng lúc một cậu bé cũng không quan sát mà chạy thẳng sang đường. Cả hai va chạm vào nhau và người đàn ông ngã sỏng xoài ra đường. Tình huống trên là ví dụ trực quan cho thấy tác hại của việc đi xe máy mà không chú ý phía trước. Khi chúng ta mất tập trung, dù chỉ trong tích tắc, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hãy tập trung lái xe, không sử dụng điện thoại hay làm bất kỳ việc gì khiến mình sao nhãng. Bản tin an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.